Tin quốc tế, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga công bố khuyến nghị của cơ quan du lịch Liên bang Nga về việc đi du lịch nước ngoài trong bối cảnh nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Moscow. Trong khuyến nghị có nêu rõ, Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch an toàn. Khuyến nghị của cơ quan chức năng Nga đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch an toàn và không đưa ra bất kỳ hạn chế nào đối với Nga. Các quốc gia trong danh sách này còn có Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunisia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ấn Độ. Cơ quan chức năng Nga khuyến cáo công dân không nên đến các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Nga vì việc ở lại các quốc gia này có thể gây rủi ro cho việc quay trở lại Nga. Ngoài ra, một số quốc gia Mỹ Latin dù không áp đặt các biện pháp hạn chế nhưng cũng không phù hợp để công dân Nga du lịch do các tuyến đường hàng không đến đó phải thông qua không phận bị đóng cửa của Liên minh châu Âu EU và Canada. Cơ quan du lịch Liên bang Nga cũng khuyến nghị các công ty lữ hành tạm đình chỉ việc bán tour du lịch đến các quốc gia nêu trên. Ngày hôm qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác gọi là OPEC Cộng đã nhất trí giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng dầu ở mức 400.000 thùng một tháng vào tháng 4 tới, bất chấp giá dầu thế giới đang tăng kỷ lục. Theo các nguồn thạo tin, quan chức của các nước thuộc OPEC Cộng có chung quan điểm giữ nguyên chiến lược khai thác dầu hiện nay trong cuộc họp trực tuyến kéo dài khoảng 15 phút. Quyết định này được đưa ra dựa trên khuyến nghị của một ủy ban giám sát. Động thái của OPEC Cộng được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang kỳ vọng nhóm này tăng sản lượng để giúp hạ nhiệt giá dầu, vốn trong ngày 2 tháng 3 đã vượt ngưỡng 113 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong gần 8 năm qua. Giá dầu leo thang sau khi các nước phương Tây siết chặt trừng phạt Nga, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới và nguồn cung từ nước này gián đoạn. Theo báo cáo của OPEC, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, các thành viên OPEC đã tăng tổng sản lượng của khối lên 27.981 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng 400.000 thùng một ngày mà OPEC Cộng đang nỗ lực hướng tới để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế toàn cầu.